Xin hỏi, giải pháp Việt Nam Cộng Hòa của mọi người đến đâu rồi ạ? Người dân chúng tôi ở trong nước có giúp được gì không để có được một cuộc tổng tuyển cử miền Nam ở Việt Nam? À, anh Hải có thể trả lời câu này được không hả? Ok, cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi đang ủng hộ xúc tiến và tích cực hoạt động đó, thì nếu mà chúng tôi phải nói có cái ngày đó thì nói thiệt với quý vị, chúng tôi cũng không nói, bởi vì chúng tôi không thể nào đưa tất cả những cái đường lối chúng tôi lên đây để cho bọn cộng sản nó nghe nó hiểu. Tuy nhiên quý vị cứ biết là chúng tôi vận động, nhưng mà cái quá trình vận động đó nó rất là dài và nó cần nhiều cái sự đóng góp của mọi người, mà tôi đã từng nói nhiều lần rồi. Chẳng hạn như là ở hải ngoại, nếu mà mình muốn thành công, mình phải có rất nhiều người dân Việt, Mỹ gốc Việt, Pháp gốc Việt này kia nọ đi vô chính quyền của sở tại đó để mà ảnh hưởng cái chính phủ đó, nhất là những cái chính phủ mà có ký tên trong chính cái nước mà trong cái hiệp định Paris, mà tránh nhất là Anh, Pháp, Canada, Mỹ rồi đó, những cái nước lớn đó, đó. Càng đông những người đi vô chính quyền và là người dân cử, càng dễ ảnh hưởng cho cái nước Việt Nam mà tương lai đem lại cái giải Việt Nam Cộng Hòa. Còn quý vị ở trong nước á, đi đấu tranh á, thì tôi rất mong quý vị là hồi nãy tôi đã chỉ trích là cái người, không phải chỉ trích, nói vậy không đúng, tôi đã nói đến á, cái trường hợp mà cái chính phủ, chứ bây giờ mình thành công, mình đem cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa trở lại hội nghị quốc tế thành công hết, mà nếu mà cái trình độ dân trí của người dân mình vẫn nghĩa là như xưa 1950, thì cái kết quả nó không được như ý muốn. Thành ra cái trong cái lúc mà chúng tôi đi tranh đấu cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa, những người anh em nào, chị em nào mà trong nước muốn đóng góp, chịu khó học hỏi cái cũng như là cái tiến trình dân chủ như thế nào, mà mai mốt mình phải nên có những cái buổi dạy quy, cái kêu là cái tiếng Anh nó kêu là democracy process, nó phải có những cái, nó có những cái như hồi nãy tôi kể là tại sao dân Mỹ nó không nổi dậy, nó làm cuộc đảo chánh định, nó hất Biden xuống, nó có những cái mà giống như là mình phải hiểu và người dân phải hiểu để mà sử dụng những cái gì mà người dân có để bảo vệ cái đó. Chứ còn nếu mà mình làm vừa xong giải pháp Việt Nam Cộng Hòa xong thành công, mà chính cái người dân Việt Nam Cộng Hòa mình không biết sử dụng những cái gì mình vừa có trở lại, thì nó cũng ngày xưa mình mất là cũng vì mình không biết bảo vệ cái gì mình có, nghe lời cái bọn mặt trận giải phóng miền Nam nó gạt đủ thứ, mà bây giờ mình lấy lại mà mình vẫn không có phát triển được thì là bốn củ còn lại mình lại mất nữa. Đó là cái lời khuyên của tôi, trả lời của tôi. Cảm ơn anh Hải. Tôi cũng xin tiếp anh Hải một ý. Tư các anh chị, cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa nó không chỉ là vận động quốc tế không, mà nó còn vận động ở trong nước nữa. Mà cái vận động trong nước là chỉ cần các anh chị điều đầu tiên hiểu mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa, các anh chị tự vận động chính mình trước. Các anh chị tự vận động chính bản thân mình, các anh chị hiểu các anh chị là công dân Việt Nam Cộng Hòa là được. Các anh chị chưa hiểu điều nào, các anh chị còn thắc mắc hay còn trong đầu còn do dự, các anh chị không thấy tự hào là công dân Việt Nam Cộng Hòa thì giải pháp Việt Nam Cộng Hòa không thành công. Các anh chị cứ nghĩ gì đi, cứ nghĩ trong đầu mình tôi rất là tự hào bởi tôi là công dân Việt Nam Cộng Hòa, tôi muốn thấy quốc gia của tôi quay trở lại, thì giải pháp chúng ta thành công. Tại vì bên ngoài họ vận động quốc tế để về có một cuộc tổng tuyển cử, thì tổng tuyển cử cho ai? Các chị phải hỏi hỏi câu hỏi là tổng tuyển cử cho ai. Một khi những nhân vật vận động quốc tế, khi có những thượng nghị sĩ dân biểu gốc Việt ở bên Hoa Kỳ, ở bên Anh, ở bên Pháp, họ họ thành công, họ vận động triệu tập hội nghị quốc tế, hội nghị đó dẫn quân gìn giữ hòa bình tiến vào Việt Nam để có tổng tuyển cử giống Campuchia hồi năm chín mấy thôi, thì đó tổng tuyển cử cho ai? Tổng tuyển cử cho ai? Cho công dân Việt Nam cộng sản hả? Không lẽ lúc đó nó lại đi bầu cho mấy thằng cộng sản nữa hay sao? Tổng tuyển cử cho Việt Nam Cộng Hòa thì phải công dân Việt Nam Cộng Hòa đi bỏ phiếu. Các anh chị thấy cái chữ công dân Việt Nam Cộng Hòa đi bỏ phiếu nó quan trọng chưa? Thì các anh chị chuẩn bị mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa chưa? Các anh chị hiểu thế nào là Việt Nam Cộng Hòa chưa? Các anh chị hiểu thế nào là tinh thần Cộng Hòa chưa? Chưa hiểu thì các anh chị cứ đặt câu hỏi, chúng tôi giải thích cho các anh chị. Anh Hải là ở ở cái nước cộng hòa nhất trên thế giới, nước Mỹ là một nền cộng hòa tiêu biểu của nhân loại. Hiến pháp Mỹ thiết lập nền cộng hòa tiêu biểu nhất, chưa có nước nào thiết lập hiến pháp bằng nó. Thì sao các anh chị không hỏi? Hỏi thì các anh chị sẽ hiểu mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa nó quan trọng như thế nào. Hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta nó chưa có hoàn chỉnh, nhưng nó đã tiệm cận những giá trị của hiến pháp Mỹ, nó gần bằng rồi đó thưa các anh chị. Tức là chúng ta chỉ cần chỉnh một chút nữa thôi là nó bằng á. Thành ra là chúng ta cứ đặt câu hỏi những chương trình như này, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Hải là chúng ta cần những chương trình như vậy để có một cái tiến trình đó sẽ dẫn không chỉ là dân trí mà nó còn quan trí nữa. Những cái người chính trị gia cũng cần phải thay đổi quan điểm của mình, chứ không thể mà ù lì, không thể mà đứng một chỗ dậm chân mà chúng ta có được tự do, có được dân chủ, không có thể nào có điều đó. Và cái điều quan trọng nữa, khi chúng ta đã có thế hệ công dân Việt Nam Cộng Hòa đông đảo trong nước, có tổng tuyển cử xảy ra, thì các anh chị còn phải làm một cái chuyện nữa, đó là các anh chị phải chuẩn bị cho một cái hiến pháp và một cái bộ khung cái thể chế chính trị trên quốc gia đó. Thì các anh chị phải hiểu về hiến pháp nữa. Hiểu về hiến pháp, hiểu về dân chủ, hiểu về tự do, hiểu về nhân quyền xong chưa đủ, phải hiểu cái hiến pháp nó quan trọng như thế nào, rồi hiểu về cái bộ khung để cho cái quốc gia đó tồn tại, người ta gọi là cái chính thể quốc gia của các anh chị là gì, tức là chọn chọn cái thể chế chính trị của quốc gia mình là gì. Khi các anh chị hiểu được những điều đó rồi á, tin chắc luôn, tôi tin chắc luôn là cộng sản không có đường sống trên đất nước của chúng ta, xã hội chủ nghĩa không có đường sống trên đất nước chúng ta, nếu các anh chị hiểu những điều đó một cách sâu sắc. Bởi vì sao? Bởi vì khi nó chỉ cần đưa ra một cái ý tưởng nào đó có mồi cộng sản hay mồi xã hội chủ nghĩa, các anh chị bác nó ngay lập tức, nó đâu có đường nào nó vô. Và khi mà cái hiến pháp nó đã thiết lập cái nền tảng là không cộng sản không xã hội chủ nghĩa rồi, thì cái đất nước các anh chị không bao giờ có đảng cộng sản đảng xã hội chủ nghĩa nó xuất hiện được. Giống như Thái Lan bên đây nó là quân chủ lập hiến, tức là sao? Tức là ông vua soạn hiến pháp, nó gì cho dễ hiểu đi. Ông vua ông soạn hiến pháp, ông vua ông được quyền sửa hiến pháp. Ông vua trước của Thái ông chèn vô câu, mà cái ông vua đó là cùng thời với Ngô Đình Diệm của mình, ông chèn câu à không cho phép cộng sản hoạt động trên nước Thái, chấm hết. Không có câu thứ hai, không cho phép hoạt động. Tao không cho phép nha. Thật ra cộng sản nó vẫn hoạt động, nhưng hoạt động ngầm, hoạt động lén, người ta biết hết á, cảnh sát nó cũng biết luôn, mày biết hết đó. Nhưng mà nó làm ngơ đi, chỉ cần như cái bản lên công khai cái nó lụm, tức là nó không cho phép mà. Còn mày đi mày nói chuyện với nhau nó không cấm, cái đó là quyền tự do ngôn luận của mày, tức là có thể truyền miệng là nói chuyện là cộng sản tốt lắm, cộng sản tốt lắm. Cái thằng dân nó tốt thì không tốt thì tao bảo mày thiệt, bản tính mày nhìn Việt Nam nó tốt lắm, ở trên mày nhìn Bắc Kinh nó tốt lắm, cũng có thằng ngu chứ, không có thằng ngu, nó nghe cái đó thì vô đảng. Nhưng mà tới hồi bầu cử nó có dám đi ra đăng, gọi là ghi danh để mà được ứng cử. Khi ghi danh ứng cử thì cũng ghi danh là không có đảng hoặc là tự do, chứ đâu có dám ghi danh tao là đảng viên cộng sản vào bầu cử, bởi vì nó dưới hiến pháp.
cái quan trọng của hiến pháp là chỗ đó nó thiết lập nền nền tự do, nền cộng hòa, thiết lập cái sự dân chủ của đất nước các anh chị. Thành ra tất cả những điều đó nó là do người dân trong nước quyết định, giống như nãy nãy nói, tôi khẳng định lại là do người dân trong nước các anh chị quyết định. Cái cuộc vận động này nó phải thành công bởi hai thứ: vận động ngoài quốc tế bởi những người chính trị gia như anh Hải và những nhóm của luật sư Thọ, của chính phủ ông Lê Trọng Quát, nhưng bên trong mà không có dân của các anh chị nữa là không có thành công được, không bao giờ thành công được. Đó là cái điều hết sức quan trọng mà các bạn có thể làm trong lúc này. À, còn câu hỏi nào nữa không chúng ta? Cho anh thêm một cái nữa là Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị, Việt Nam Cộng Hòa cái hiến pháp của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, cái câu đầu tiên trong đó quý vị mà lên lên Google là có hiến pháp 1967 của Việt Nam Cộng Hòa không chấp nhận cộng sản dưới mọi hình thức, thì cái đó tôi đề nghị là mình nên giữ. Quy nhắc tới ông vua Thái Lan cái câu đó là mình nên giữ, bất cứ cái Việt Nam Cộng Hòa nào cũng nên giữ câu đó. Mình nên sửa lại là cấm cộng sản hoạt động dưới mọi hình thức, chứ không phải là chúng tôi chống cộng sản dưới mọi hình thức. Cấm luôn. Anh em chúng tôi là không cấm hoàn toàn luôn, không muốn thấy tụi bay nữa. mà em thì em cấm cộng sản xã hội chủ nghĩa luôn nha, tại vì em lúc nào em cũng không có thích xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà em thấy có nhiều người chống cộng với dân chủ khoái xã hội chủ nghĩa lắm nha, thành ra là chắc chắn em sẽ bị ghép tiếp nếu như có tổng tuyển cử, em lại bị ghép tiếp. Tại vì em cấm không cho xã hội chủ nghĩa luôn hoạt động trên đất nước em mới chịu, chứ còn cộng sản không có đủ. Tại vì đúng. Anh Hải ở Mỹ anh hiểu, tụi xã hội chủ nghĩa nó là anh em sinh đôi với tụi cộng sản. Đúng rồi. Anh em sinh đôi với cộng sản thôi. Thành ra nhiều người tưởng xã hội chủ nghĩa là không phải cộng sản đâu, tại nó chỉ hơi giống cộng sản thôi. Các chị không hiểu đâu, các chị không hiểu được đâu. Nhất là bây giờ đó, như là thủ tướng bên Canada nó gì đó Justin Trudeau, nó nói là có cái YouTube mà đưa cho mấy em coi đó, cái người mà nó ngưỡng mộ là Tập Cận Bình, là tại vì Tập Cận Bình là chủ trương là kinh tế thị trường nhưng mà chính trị cai trị là cộng sản, nó khoái cái đó, Trudeau nó khoái cái đó. Trudeau muốn kiểm soát người dân mà. Nó mới ra lệnh cấm hoàn toàn, cấm không được mua súng gì hết đó, bên Canada. Các anh chị thấy rõ ràng không? Là xã hội chủ nghĩa ở đâu đó cũng giống nhau. Nó hoàn toàn nó không có khác gì Việt Nam mình đó. Việt Nam mình á, mình ghét mấy cộng sản đi qua bên nước ngoài bầu cho xã hội chủ nghĩa là nó rất là stupid. Tại vì nó giống hệt nhau ở chỗ là nó luôn muốn kiểm soát người dân. Mà nó kiểm soát người dân, đầu tiên nó kiểm soát tự do của các anh chị, sau đó nó sẽ kiểm soát tài sản của các anh chị. À, cái kiểm soát tự do quan trọng nhất là nó phải kiểm soát súng. Tại vì nếu các anh chị có súng, có vũ khí để phòng vệ thì các anh chị bảo vệ được tự do của mình, bảo vệ được tự do và tính mạng của người thân mình. Thành ra kiểm soát súng là cái điều mà tất cả những thằng độc tài trên thế giới này đều muốn làm. Nó phải làm. Nước Mỹ nó cũng đang có những cái vụ xả súng đầm đầm để nó kiểm soát súng mà thôi. Tức là nó đứng đằng sau nó giật dây những cái vụ đó để cho người dân người ta nói rồi, vậy là cái kiểm soát súng là cái điều cần phải làm. Sập bẫy tụi sau chủ nghĩa liền thì nó sẽ ra luật kiểm soát súng, tại vì nó tranh thủ từ đây tới tháng 11 nó còn kiểm soát được lưỡng viện quốc hội nè, nó có thể ra cái luật đó. Nhưng mà trời, người tính nó bằng trời tính đâu các anh chị. Người Mỹ nó ngộ lắm, em nói với anh Hải, em Hải coi có đúng hay không nha. Là em coi trên cái stock của mấy công ty bán súng đó. Stock nó tăng phèo phèo luôn. Tức là càng cấm súng mà dân Mỹ nó càng mua súng, kỳ vậy đó. mày đòi cấm là tao mua súng đó. Thành ra dân Mỹ nó khác. Còn trong khi Việt Nam mình, sẵn tôi nói thì các anh chị để ý, nhất là các bạn trẻ. Nhìn qua mấy vụ xả súng của Mỹ, trời ơi, nước Mỹ nó không an toàn, thấy chưa? Tự do xài súng đi, dân quá súng đi, thấy chưa? Nó bắn tùm lum tà la. Cái đội bên đây, ở bên Việt Nam nha, cái thằng lo chưa xong, trỏ mỏ mà ủng hộ cấm súng. Anh chị không biết mẹ gì đó. Các anh chị ủng hộ cấm súng. Rồi mấy cậu xã ngồi trên đầu anh chị nó cười kè kè, mấy ngu này dễ chịu, mấy ngu này dễ dãi. Không, tao phải mấy này luôn. Mấy ngu này ngồi ở nhà người ta có súng mà nó còn đòi cấm nữa, thì ở nhà của tụi nó là chắc chắn không có súng đó, đúng không? Mà không có cái thằng cai trị nào nó sướng cho bằng, mà cai trị một đống dân không có súng sướng lắm. Gặp tôi cũng đè đầu hoài, tôi không thả gà. Gặp tao bây giờ tôi đè tụi mày, tao cũng không thả gà. Biết tụi mày ngu, tụi mày ngu, tao không thả cho tụi mày. Nhưng nếu trong nhà các anh chị có súng thì mấy cộng sản nó sẽ làm một cái chuyện mà các chị không bao giờ ngờ tới, đó là bà con cô bác ơi, thôi bây giờ chúng ta trưng cầu dân ý này, tụi tôi không có nắm quyền nữa đó, tôi sẽ xuống thôi, bây giờ chúng ta bỏ cái đất đai là sở hữu tổng dân đi và trả cái đất đai sở hữu của bà con đó. Tôi không lấy đâu, tôi không có dám cưỡng chế đâu, em bị bắn. Các chị hiểu cái điều đó rồi, thôi không dám ra đường kiếm bánh mì nữa, kiếm bánh mì người ta bắn. Tức là các chị sẽ thấy tự nhiên cộng sản nó bỏ, nó không có cai trị nữa, thôi đảng nào lên lên đi, tao ngu tao dốt tao về tao làm nông dân, tao lên ở đó nó bắn là sao? Các chị hiểu vấn đề ở chỗ, thành ra cái quyền sở hữu vũ khí để phòng vệ đó là quyền bảo vệ tự do. À mà ở những nước độc tài giống như Việt Nam, chúng ta không hiểu, chúng ta nhìn, chúng ta tưởng là một cái đó nguy hiểm, nhưng nó bảo vệ tự do tối thượng của các anh chị và con cháu của mình nữa. Nếu không có cái đó sẽ không bao giờ có được tự do, mà không có tự do thì đừng mong đất nước của mình có được cường thịnh. Đó là một cái gốc rễ của vấn đề. Quy nói cái đó đúng, anh chị thêm một cái cho hiểu rõ cội nguồn của cái tu chính án số 2 mà của nước Mỹ, nó kêu là Second Amendment, mà cho mọi người dân có súng, là khi mà những cái người mà lập quốc sau khi lập hiến pháp rồi, người ta mấy ông mà lập quốc người ta nghĩ tới tức khắc người ta phải tu chính án liền đó, là bởi vì cho người dân toàn quyền sử dụng súng là để mà giống hệt như nãy Quy nói, để bảo vệ cái tự do. Nếu không là chính phủ nó thành độc tài. Người dân có súng mà cái chính quyền mà cộng sản Obama Biden nó còn độc tài, nó cứ bắt là phải chích ngừa này, phải lầy phải kia phải nọ. Mà quý vị thấy rõ ràng là cũng nhờ mỗi người dân được cái súng, tổng thống Ukraine Zelensky khi mà Nga tấn công phát cho mỗi người cái súng, lấy súng đi, thì quý vị thấy rõ ràng hình, tôi thấy cái coi TV một cái thằng lính Nga tưởng là đi lại ăn hiếp bà già, đi lại bà già bóc súng bắn cái đầm ngã căng đùng nó chết được, vì vậy mà mới đánh hơn lấy không được xứ Ukraine, đâu phải chỉ có lính dữ đâu mà tất cả người dân đi ngoài đường cũng có súng. Thành ra Quy nói đúng, mà bây giờ quý vị ra mua hết thì là thằng cộng sản nó xương nó sập tiệm mà. Cái này là quý vị phải nhớ rằng là dân Mỹ họ xài súng là để tự vệ, chứ không phải là để mà đi bắn tụt lưng 17 như mấy cái thằng mà tâm thần hay là bị biến thái nha quý vị nha. Cho nên quý vị đừng có mà đánh đồng về việc mà những người dân sở hữu súng là người ta bắn 17 à. Nước Mỹ không an toàn là có. Cái điểm của tôi nhắc rất quan trọng đó. Hầu hết những cái người mà tạm gọi là bò màu đỏ với đường màu xanh đó, là họ nhìn vào những cái vụ xả súng của những tên tội phạm để họ đòi cấm súng của những người giữ súng để tự vệ và để bảo vệ quyền tự do của chính họ. Các anh chị thấy nó lật lọng á, tức là giống như các anh chị thấy cái thằng đó nó dùng cái dao nó gây án, các anh chị về vận động ra luật để cấm dao của tất cả những cái mẹ mần cá mà chợ, cái nó bán cá nó khỏi mần luôn quá. Các anh chị hiểu cái tôi nói không? Hoặc là cái thằng cha đang ở nhìn qua thằng cha hàng số,
thấy thằng cha hàng xóm đi hiếp dâm, cái về nhà tự cắt của mình giống hệt gì đó, các anh chị đòi cắt cắm súng là nó giống hệt, thấy kia hiếp dâm thế là về nhà tự thiến, à, thằng kia nó hiếp dâm kìa mình tự thiến rồi đòi ra lực thiến hết đàn ông cắm hiếp dâm, các anh chị thấy nó ngộ không? Ngộ không? Tức là những cái bọn mà cắm súng nó có cái tư duy rất là bệnh, tôi nói thiệt tôi không nói nhưng mà nó bệnh lắm, rất là bệnh. Vấn đề là chúng ta phải làm sao để hạn chế tội phạm, để trấn áp tội phạm, chứ không phải vấn đề của cái súng, chúng ta không có vấn đề bởi cái súng mà chúng ta có vấn đề bởi tội phạm. Ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta có vấn đề bởi những thằng đi ăn cướp đất, chứ không phải có vấn đề bởi người dân có súng, người dân có súng sẽ chống lại được ăn cướp đất. Tức là cây súng nó giải quyết vấn đề ăn cướp đất luôn á. À, đó là lý do vì sao tôi không muốn nhắc, nhưng sẵn này tôi nhắc lại luôn các anh chị. Đó là cái vụ ông Hiến ở Tây Nguyên, Cao Nguyên. À, người dân vô tụi công ty do cộng sản bảo kê vô cướp đất của nhà ông. Thì ông mới tự chế ra những cây súng tự chế, súng xăng. Thì ông bắn chết đầu hai thằng cán bộ. Bây giờ ông bị kêu án tử hình. À, các anh chị thấy cái câu chuyện đó nhiều người bắt đầu ồn lên, à, tấn công ông dùng súng đồ vô nhân đạo đồ tàn chữ súng trái phép đồ dân dân, nhưng mà các anh chị không biết một điều quan trọng. Từ đó về sau cái dùng của ông đó bây giờ không ai dám vô cướp đất của dân dùng đó đó. Cái chỗ cái xã ở đó. Các anh chị có hiểu vấn đề không? Ông có nội cha tụi nó ông sao vô nó lại có thằng giống thằng Hiến nữa sao? Vấn đề là chỗ đó, các anh chị phải làm như vậy, các anh chị mới bảo vệ được đó. Ông có thể bị tử hình nhưng mà dân người ta sẽ giữ được đó. Thì những thằng cộng sản nó không cướp đất được nữa, vậy thôi. Các anh chị chỉ cần giữ đất là được. Đó là vấn đề đó chứ không phải là cây súng. Thì chưa kể là khi các anh chị nhìn cái vấn đề các anh chị sẽ hiểu là khi mà cái chuyện nó xảy ra là cái tụi đĩ bút của mấy báo báo chí cộng sản á, tôi xưa tôi cũng làm báo thì tôi gần nó, mấy thằng đĩ bút á nó mới đi vô rừng á, nó vận động ổng trốn mà, nó vận động ổng. Nó nói ổng ra đầu thú đi. Nó là báo chí mà nó viết bài về vụ đó. Họ nó làm bộ nó chửi cái công ty lấy đất rồi làm đùng, cái nó đưa báo cho ổng đọc, nó thấy ổng đọc không? Người dân người ta hiền lành mà. Người ta chỉ tự vệ thôi, các anh chị biết trước khi ổng nổ súng chết hai thằng cán bộ đó là mấy thằng đó đã giết chết anh ruột ổng rồi. Tức là nó vô cướp đất mà nó giết anh ruột, nó đánh một người chú của ổng vậy đó bị thương mà cái nói mất cái hộp sọ mà gỡ cái hộp này ra đi nuôi luôn. Cái gì nó đánh tại vậy đó thì ổng phải nổ súng thôi. Tức là họ hiền lành họ tự vệ thôi. Họ nghe mấy thằng báo chí vận động là thấy báo giết binh mình rồi nè, cái ra đầu thú bây giờ nó tuyên án tử hình. Các anh chị biết tại sao? Tại vì nó phải dập ngay lập tức cái mô hình người dân dùng súng để chống cưỡng chế đất, dùng súng để chống lại cán bộ, nó phải dập mô hình nó ngay lập tức. Thành ra nó phải dùng cái những thằng đĩ bút làm cái trò dơ bẩn đó để nó dập. Và những cái con xin lỗi nói là mất lòng mà nó lòng biết là quen à, tôi chịu. Tôi bị mang tiếng nằm dùng mà sẵn nằm dùng chơi luôn, mấy cái thằng mấy cái con dân chủ ở trong nước Việt Nam bắt đầu nó ồn lên, nó chơi cái trò thay gì á, nó nói rõ người dân hiểu, súng của ông Hiến chính là tự do, nó không nói. Súng của ông Hiến chính là tội phạm, ông Hiến giết người, ông Hiến gây tội phạm, nó tranh dân chủ cái quần gì vậy? Cái quần đùi cái quần ống thấp ống cao gì kỳ vậy? Nó chửi ông Hiến luôn, đấu tranh dân chủ gì kỳ vậy? Anh chị thấy ngộ, đấu tranh dân chủ phải ca ngợi ông Hiến, phải